vị và các bạn, sau hơn 13 năm chờ đợi, đến nay dự án hồ chứa nước Đà Xị, một công trình trọng điểm của huyện Cát Tiên cũng như của tỉnh Lâm Đồng đang được thực hiện các bước rà soát, hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong vùng của dự án. Tuy nhiên, điều khiến người dân quan tâm nhất hiện nay là sau khi thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, cuộc sống của hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng sẽ như thế nào? Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Năm 2004, dự án hồ chứa nước Đà Xị tại thôn 1 xã Tiền Hoàng, huyện Cát Tiên được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phê duyệt quyết định đầu tư xây dựng. Dự án có tổng mức đầu tư ban đầu là 246 tỷ đồng và triển khai trong vòng 4 năm kể từ ngày khởi công. Tuy nhiên, do khó khăn trong nguồn vốn nên đã hơn 13 năm trôi qua, dự án vẫn chưa được triển khai. Điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân nằm trong vùng dự án. Nếu mà dự án chưa được triển khai thì cảm thấy là có cái khó khăn là thứ nhất là ví dụ như là mình nương rẫy của mình. Bởi vì nghe tin có dự án cho nên mình không dám trồng những cây gì mà thuộc cố định để coi là lâu dài. Đa số là nhân dân đây đều vậy cả. Mà mất mười mấy năm rồi. Gần 30 năm sinh sống trên mảnh đất này, gia đình ông Hưng có trên 1 hectare đất sản xuất, trong đó chủ yếu là diện tích điều và một số ít diện tích hoa màu ngắn ngày. Mặc dù vậy, nhưng do nằm trong vùng quy hoạch dự án hồ chứa nước Đà Xị, nên vườn điều không được đầu tư cải tạo, dẫn đến năng suất ngày càng giảm sút, ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế của gia đình ông Hưng. Chúng tôi làm rất vất vả, nhưng không có được cái gì để thu nhập cả. Nên là làm hay không thì cho chúng tôi biết, để chúng tôi còn sản xuất. Ví dụ như cái cây trồng, chuyển đổi cây trồng hoặc là những cái gì đó thì cấp trên cũng phải quan tâm đến chúng tôi. Không được đầu tư xây dựng đồng nghĩa với người dân khu vực này phải sống trong những căn nhà tạm bợ, đường xá cầu cống không được nâng cấp sửa chữa, dẫn đến tình trạng ngập lụt cục bộ. Bên cạnh đó, nhiều diện tích đất sản xuất cây trồng cũng không được cải tạo chăm sóc, cuộc sống hàng trăm hộ dân gặp rất nhiều khó khăn. Đến giờ này là nói thẳng là cái dự án ấy là nó cũng làm cho bà con ở cái dân thôn 1 này là tương đối là khó khăn. Về cái thứ nhất là cái chuyển đổi cây trồng. Cái thứ hai nữa là về kinh tế thì nói thật đó là cái như là cái đường xá là nhiều khi là những cái chưa được là quan tâm ấy. Tức là cấp trên là phải nên là cần quan tâm tới những cái việc này, bởi vì là đây là cái lòng hồ, mà nói thẳng với các anh là cái lòng hồ Đại Xị này thì nó là cái dự án treo. Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án hồ chứa nước Đà Xị có tổng mức đầu tư theo trị giá hiện nay trên 550 tỷ đồng, trong đó trên 170 tỷ hỗ trợ công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tổng diện tích đền bù trên 220 ha và trên 170 hộ dân bị ảnh hưởng. Được biết, theo dự kiến, các bước rà soát hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong vùng của dự án sẽ được thực hiện từ nay cho đến năm 2018. Qua nắm bắt thì vào khoảng cỡ 40 đến 50% thì do cái điều kiện nên là cũng chưa có chủ động được. Nên vừa qua thì sau khi làm việc với các anh các ngành các cấp ấy, đặc biệt là các anh lãnh đạo sở nông nghiệp này, cũng đặc biệt các anh lãnh đạo của huyện, dự kiến là sau khi ấy thì có bố trí khu tái định cư. Chúng tôi nghe thông tin thì đặc biệt là ngoài cái tái định cư đất ở ra thì đối với tộc thiểu số thì có cái tái định canh. Khi cái nguyện vọng nhu cầu của bà con có cái nhu cầu thì địa phương sẽ bố trí. Đối với hồ Đà Xị, đây là một trong 6 cái công trình trọng điểm của huyện và đây cũng là công trình trọng điểm của tỉnh trong cái nhiệm kỳ này. Đối với địa phương thì có thể nói là trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để thực hiện các cái công việc chuẩn bị đầu tư và đầu tư sắp tới. Đối với huyện thì vừa qua Ủy ban nhân tỉnh đã giao cho huyện làm chủ đầu tư cái hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng, và có thể nói đây là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng của một dự án đầu tư. Thì từ lý do đó chúng tôi cũng xác định đúng trách nhiệm của mình trong cái việc thực hiện nhiệm vụ là chủ đầu tư cái hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng của hồ Đà Xị để dự án sớm được đầu tư xây dựng phục vụ cho sản xuất sinh hoạt của người dân tại địa phương.
Với ông Thủy, ông Hưng và trên 170 hộ dân chịu ảnh hưởng của dự án hồ chứa nước Đà Sị, huyện Cát Tiên, điều họ quan tâm nhất lúc này đó là cuộc sống của họ sẽ như thế nào khi dự án được triển khai sau hơn 13 năm chờ đợi. Bởi trên thực tế, cho đến lúc này, họ cũng chưa biết mình sẽ đi đâu, về đâu.